Chào anh. Em về xuống nhà em chơi với có quà. Mà em nghĩ giờ mà em tặng đồ ăn cho anh chửi em mất. Anh biết em không biết nấu ăn em. Không, cái rau này anh chưa có nè. Em biết cái rau này anh chưa có nè. À, rau này làm gì có, chưa có đúng đắng không? Hả? Nói chung là nó cũng hợp lý. Tấm lòng là chính thôi. Dạ. Chứ mấy cái này thì nhà anh trồng nhiều. Em biết là anh còn nấu ăn nữa. Thì mấy cái rau này anh kiểu gì anh cũng hái. Anh hái thì anh phải trồng lại thôi. Cũng hợp lý đúng không anh? Ờ, bé đẹp vậy. Ok không? Ok á. Trời ơi, đi xa mà phải ráng giữ cái layout. Tại sáng đi quay. Dạ. Phim hay là chương trình gì? À, đi định trang hay đi quay. À, định trang cho phim mới hả? Dạ. Ủa chị? Ủa? Hello. Ủa sao giờ mới xuất hiện vậy? Em đi bận việc buổi sáng. Dạ. Chị xuống rồi nào? Dạ ơi, chị xuống từ tờ mờ sáng tinh mơ rồi đó. Anh nhon. Vừa mới hoạt động mạnh xong là bây giờ phải dessert. Dessert nữa hả? Hồi nãy mới ăn cái đu đủ rồi mà. Giờ dessert tiếp. Các nhà nhân sự ai cắt khế cắt vậy bà? Em thích cắt thì cắt nguyên muối. Đổ nồi. Thấy không? Năm cánh thì nó mới đẹp chứ. Rồi chấm vô mắm. Phải chấm vô đây. Chua quá. Chua. Cái này ngon lắm. Này em hơn. Cái góc nó em hơn đúng không? Đã quá anh ơi. À. Ngon quá. Nó chua mà cái hậu nó ngọt. Nha cái mỏ hổn lên. Ly mới gặp Yến có mấy tiếng hồ mà nó hư luôn rồi. Tí cho em tâm như mắm đó. Đây phát thử cái đi cưng. Đã nha. Đi đi luôn. Chua khua nha. Chuẩn trắng rồi kìa. Không cảm xúc vậy. Khê khê chua khua. Nhằn khăn. Ngon, ngon chỗ nào? Nó quỷ như ngon nè. Ai pha? À ghê vậy, cái mặt lên liền. Cuộc đời ta có năm ngã rẽ. Ngã nào cũng đi về hư không. Thôi à, bữa giờ chị áp lực lắm. Cuộc sống chị có gì hả? Có gì chia sẻ tụi em. Chia sẻ cuộc đời như một trái khế. Hôm nay mình đã lỡ là gọi là lời ăn tiếng nói rồi. Cái giao tục ngữ rồi thì mình chơi luôn. Lời ăn tiếng nói cái giao tục ngữ. Nữa hai. Bốn miếng đã trả câu bấy rồi. Giờ ai thua ăn hết chỉ mắm. Rõ rồi. Đây là tiết học cá giao tục ngữ. Trời, thầy ơi, sáng giờ chưa bà trả bài chưa đủ hay sao thầy? Đã biết từ biết rồi. Nhưng mà này dễ lắm, chia cặp đi. Rồi chia gì nữa, giờ chia sẵn nè. Nhắn tay đen. Nhắn tay đen đi, thôi vậy đi. Đen đi. Rồi. Ủa anh em không chơi hả? Tôi chơi rồi ai làm thầy giả. Dạ? À, quên. Sao hay rủ thầy chơi? Nhiều ra ít bị. Tôi bị. Thêm người nữa, thêm tôi. Mình tu xì, ai thua là ra đội anh phát là 1, 2, 3. Chị. Ủa? Em với Lê. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ có mỗi đội một vài câu ca dao tục ngữ thành ngữ gì đó. Dạ thầy. Một người sẽ được đọc trong trí não. Hả? Sau đó vẽ cái gì cũng được, không được chữ và số. Hiểu chưa? Không được dùng English for today hay là Thái Lan nạc hợp. Thì nói chung là hình là được. Nói chung là hình. Hình vẽ đó. Đội nào thắng nhiều hơn thì chiến thắng. Yến vẽ đi. Rồi, đội chơi trước. Để chị Yến chơi trước. Sẵn sàng chưa? Ông Phát đoán là thua rồi. Rồi, xong. Rồi khó nha. Cái này thôi mình nghỉ đi, mình chơi gì cút này. Rồi. Hay là mình bỏ cuộc đi. Vẻ đẹp ta. Ngày không nhìn ra nữa thì thôi nha, là ăn cái cục phấn đó. Không ăn nguyên cái đĩa phấn. Sợ quá, sợ quá. Cô vẽ cho đẹp vô. Trời ơi, xin lỗi bạn, tôi có hoa tai lắm. Quan trọng là tôi. 3, 2, 1, mời nhìn. Lỗ tai gạch chéo. Đúng rồi. Âm lượng không ổn định, em nghĩ vậy. Bắn lỗ tai. Nhìn cái đây bé sao là biết rồi. Quá đơn giản, mình phải gọi là có thời lượng cho chương trình để có nội dung. Là anh biết rồi hả? Anh biết rồi hả? Quá đơn giản đối với mình. À. Rất đơn giản, tai gạch chéo. Điếc. Cây súng, điếc không sợ súng. Trời ơi. Trời ơi. Bởi vì sao? Người dễ quá dễ hiểu đi. Cố lên đi. Cố lên. Đời tiếp theo. Chết rồi. Ai là người vẽ? Em. Rồi. Trước sau gì em cũng phải vẽ hơn rồi, em vẽ xấu. Chết rồi. Sao tôi áp lực quá vậy? Trời, dài vậy. Em chỉ còn đoán được một chữ thôi là em sẽ đoán được nguyên câu. Từ sáng đến giờ. Tôi vẫn chưa thấy được điểm mạnh của Liz Kim Cương. Tào lao rồi.
dễ tào lao rồi. Nhắm một cái chính nó cũng được. Em đã chưa. Dâu đang rất áp lực, liên tục gọi là đặt những cái hở pressure vào người bạn của mình. Cô bạn của mình đang không biết liệu có làm được hài lòng chế Nguyễn Quỳnh Châu hay không. Đi làm được. Rồi. Tôi có dự liệu rằng với cái màn thể hiện khả năng này thì sau này sẽ không có show nào dám mời Liz Kim Cương nữa. Trời ác kìa. Chưa. Sao khó lắm hả? Sao khó lắm hả? Cần hỗ trợ không? Hỗ trợ không? Hỗ trợ giáo kìa. Không biết vẽ cái gì nữa. Không biết vẽ cái gì là sao? Vẽ đại đi chị. Bây giờ luôn, cho quay lại nhìn luôn. Nhìn thấy hiểu gì chưa? Nhìn từ lúc vẽ luôn. Vậy mà bà nói bà biết vẽ đó hả? Nhưng mà khó không. Phân tích đi, phân tích đi. Cái đầu con người. Đầu người. Cười người không trước không sau người cười. Đúng rồi. Cười. Đúng rồi. Làm sao vậy Châu? Trời ơi. Đúng rồi đó. Rồi. Đúng rồi đó. Tôi nghi ngờ có một sự gian lận ở đây. Để người ta làm được liền kêu gian lận. Đơn giản là chúng tôi hiểu nhau. Qua một đều, một đều. Tiếp tục. Trời. Rồi xong, phát qua. Cái này không vẽ được luôn, cái này bỏ cuộc. Dễ. Đâu, em chưa kịp đọc luôn đó trời. Ủa, sao vẽ đúng không? Một con dạng bờ má. Chỉ cần nhìn cái chữ sao thôi đã hiểu nha. Con bọ và sáu cộng lông. À, tóc, vẽ tóc, chưa vẽ cái mặt không thấy. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Nè, đáng giùm nè, đáng giùm nè. Hay lắm, dễ thì xấu. Bánh chưng hả? Chăn ra gối nệm. Châu hay quá. Nệm. Tôi đã cứu người ta rồi. Thôi không cần vẽ nữa, đứng dậy đi. Đứng dậy đi, rồi mình thắng rồi, đứng dậy đi. Đâu, nói nè. Rồi. Tôi đáp án xong là vỗ tay liền. Đáp án của đội chúng tôi đó chính là có chí thì nên. Đúng rồi. Tao biết. Đây tôi giới thiệu, mới đầu tưởng con dán. Cái tưởng là dán bay vô nhà có tiền. Không phải. Đây con dán bay vô tóc. À, chí. Thấy không? Con chí. Trong tóc là có con chí. Đúng rồi. Thấy chưa, tôi quá hay. Nhưng mà mai mốt phải chấm nữa cho người ta biết ghẻ. Thì biết cái đầu con ghẻ có chí. Thì cộng cái là hả, là thì là biết nên mà bị dễ cái gì, bị dễ gì, cái nệm trừ, cái nệm. Dấu nặng cộng thấy mà dễ dấu trừ cái là biết rồi, được làm cái này luôn á hả, cái nệm trừ dấu nặng cộng m kìa, công thức nữa. Hợp lý. Quá hay. Cái này quá dễ luôn, có đổi không? Không, làm được. Em. Đội hình phong thủy, đội hình phong thủy. Okay, nha. Trời, cái gì đấy, dễ đi. Cái gì vậy, là sao, cái nào cũng cái gì vậy, dễ ẹt à. Cái gì vậy? Chưa. Năm ngón tay màu gà. Chưa. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Đùi gà. Thịt nướng. Steak. Chưa. Ribeye medium rare. Waffle. Cá. Bánh waffle. Cá lớn nuốt cá bé. Chưa. Đã dở rồi mà chưa. Cái đó là cái gì vậy trời? Từ nha. Vẽ sao cho đẹp ta. Không có khả năng vẽ đẹp rồi. Không có khả năng vẽ đẹp rồi. Hai tay bắt cá. Bắt cá hai tay. Chính xác. Mà vậy con cá gì xấu vậy? Em vẽ đại đại thôi mà. Cá trong dĩa hả? Cá trong lưới. Lưới cá đó hả trời. Người ta đoán ra là được. Đúng không? Quá khủng khiếp. Rồi. Cô giáo Sơn. Cô giáo. Rồi. Đổi. Bắt buộc hả? Bắt buộc rồi. Ủa? Chết rồi. Đội hình phong thủy đã mất. Nói về vẽ thì tôi không biết gì cả. Rồi. Trời ơi. Ủa, cái này dễ này. Cái này dễ. Ừ, cái này viết vẽ ra những cái đấy là được. Rồi, mời quay lại. Ủa, câu này tên là không có gì cả. Đây là câu hư vô. Trời, coi vẽ gì nè. Nè, sáng tạo nè. Ê, vẽ cái gì kỳ vậy? Là không tính vẽ cho mọi người thành nhìn răng ra. Môi, môi hở răng lạnh. Không, chính xác. Cái răng, cái tóc là góc con người. Dễ dàng. Đội thông minh hay vậy. Quá đúng rồi, em lưu lệ lên. Nói tụi em lưu lệ chưa? Có lên nha Ly. Vẽ cái gì cho tôi dễ hiểu. Đọc tất cả những gì có trong sách giáo khoa lớp 1. Lưu lệ lên. Sau lượt 1 là 10 câu thì lượt 2 là 10 câu là tôi là người dễ và hai đội được đoán trước rồi đó thắng. Wow. Hay vậy trời. Đúng không? Wow. Chứ cổ này dễ mà. Dễ. Dễ không ạ? Sao mà em rung 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 rung. Dễ. Dễ, con này dễ thua đó.
Thấy lành mà lành ít dữ nhiều. Ôi là em được quay ra chưa? Rồi. Em có quay lại cũng vậy à. Chết rồi. Cái chân vẽ thôi, đừng có ra ký hiệu giả giáo gì nha. Mùi mắt anh bắt vàng hả? Cơm cơm không lành canh không ngọt. Bát ăn à, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm à, hay lấy gì? Bát cơm à, chân để cái chân mà cái gì đây? Thôi ngồi, mà ngồi xuống. Nó cố lên Ly, cố lên, cố lên Ly. Kêu, kêu ai chứ, kêu Ly là vô dạo. Chân đá đúng không? À, nó gọi là gì? Quan trọng là không biết. Nam không, tại sao lại là của em, anh lại bé. Cái gì? Đá đúng không? Hai một. Lấy giờ, lấy kim cương, đá mới bát rồi. Cái gì anh cho đá bát rồi? Tại em vẽ cục cơm vô, nó tưởng là chén cơm. Ừ, cơm bà không? Vẽ cái bát được rồi, bà để à. Bà đà vẽ cái này nó là đá chén cơm của đồng nghiệp. Cơm mà hai đôi đũa nữa. Nó ra cái câu là đá chén cơm của đồng nghiệp. Ừ, ăn cướp chén cơm rồi đó. Nhưng mà có chữ bát rồi thì tất cả những câu gì mà có chữ bát chén cơm. Em thấy là như vậy là có cái là sự bất công, là bất công. Không, thời gian nó nói lên tất cả. Tại tụi tôi đếm nhanh quá. Bất công quá trời. Trời. Này, rồi. Dạ. Yeah. Được cái gì vậy? Khó. Thôi đều rồi, đều rồi, con này đều rồi. Con này quê. Khó lắm nha. Vậy hả? Con này không thắng đâu em nè, con này em bao. Wow. Không, cũng sao? Chưa biết được, tại vì đôi khi người ta lấy sao nào. Bao. Sự sử dụng học thức này, kiến thức lên. Anh Phát Lam mà dễ được câu này em chịu gì em chịu. Rồi, coi. Rồi nha. Nè, để coi dễ kiểu gì với cái câu này nè. Từng chữ nha. Sao mà dễ được? Từng chữ nha. Thôi đừng có phụ đề. Cái này chắc mình phải tính thời gian này. Đúng rồi. Chắc mình phải đếm. Bắt đầu là còn có 10 giây thôi đó. Mình đếm cùng với Châu nào. 10. À, ta chữa chân Châu đường đen. 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ rồi, tiếp tục nào. Vẽ xong là hết thời gian rồi đó. Ờ. Câu này em nghĩ là mình bỏ cuộc cho sang anh ơi. À đúng rồi, hay quá vậy. Ok chưa? Ừ. Nhưng mà quá lâu. Thời gian giúp em khúc này. Mày vẽ xong nửa tiếng. Đúng rồi. Đoán thêm nửa tiếng nữa. Đi cái hết nửa ngày. Áo anh sức chỉ đường tà. Cho con câu sau, còn câu sau. Mẹ. Áo mẹ em chưa có. Sức chỉ đường tà. Anh nhắc. Đâu có. Có. Mới nói chữ mẹ thôi mà anh chưa có rồi. Không được. Áo nhưng mà quan trọng có biết áo, mẹ. Thôi mẹ. Có biết áo mẹ. Anh sức chỉ đường tà. Mẹ anh chưa có. Chưa có vợ. Không, mẹ anh vợ già không có vợ già bảy mẹ vợ anh chưa có mẹ già chưa không. Yeah. Vợ anh chưa có mẹ già chưa không. Ừ. Mẹ anh chưa có là nãy hồi nãy anh cố tình anh nhắc sai đó. Ừ. Vợ anh chưa có mẹ già chưa nãy không. Nãy anh nhắc là mẹ già chưa chi, có bao chi quá giỏi luôn á. Ủa mà cái cờ là sao vậy? Sĩ sĩ ôi nhìn tướng cờ thi sĩ sĩ đâu nước anh mà. Rồi tiếp tục chào chào chinh 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 bây giờ thua mà thua xa quá cũng được. Vấn đề là em không biết vẽ thì có đưa cái câu như thế nào cũng không thể nào. Oh, wow, ê. Khó nha. Khó. Được chưa? Quay ra được chưa? Rồi, được rồi, quay đi. Cho người ta coi giới, vẽ không cho người ta coi để tôi đoán. Trời. Mày bé cái gì đây? Bé cái gì vậy? Suy nghĩ động nào. Cái cầu hả? Đèn. Đèn nha. Vẽ tiếp đi. Vẽ tiếp đi. Khi nào người ta đoán được thôi. Phải đã thì vẽ tiếp đi thì người ta. Ba chữ tao không biết vẽ. Ba chữ tao không biết vẽ. Thì nhìn là biết đèn nhà chứ không lấy đèn đường. Trời sinh một cặp. Đúng rồi. Trời sinh một cặp đủ đầy. À nhà dấu hỏi là nhã. Nhà hỏi là nhã đèn nhã. Nhà con tầm mà biết nhã tơ. Đèn. Là chữ đèn đầu tiên rồi đúng không? Đèn. Châu đang rất là. Thôi. Đèn. Chiến này bỏ. Từ gì vậy? Chiến này bỏ rồi. Chiến này bỏ. Nhưng mà còn cái gì nữa không? Đó. Mới thấy đội tôi thấy chưa? Đó. Dù là có câu dài thiệt dài đội tôi cũng hơi quá ăn rơ. Tụi tôi chuyên cần á thì nói lên nói xuống. Ừ. Nói tụi tôi bậy bạ làm sai lum la.
Rồi bóng mặt trời. Ông lí lắc nhìn em, em lí lắc nhìn ông. Đèn nhà ông sáng. Ông ở trên cao quá. Đèn nhà sáng hả? Có cái chữ sáng hả? Trời, đi học vậy thôi, nhà cho rồi đi. Bình minh lên có chú chim non hoàng hót kêu tròn. Bình minh lên có chú chim non hoàng hót kêu tròn. Trời ơi, thấy chưa? Đội tụi tôi vừa. Anh đếm lùi được rồi đó anh. Em thấy là không ổn rồi. Năm. Không đi ra được rồi. Đèn sáng nhà cốt. Đèn lầu nhà. Khâu nha. Lầu khâu chờ Vũ móng tay cho mượn Vũ móng tay được không? Đèn nhà. Vũ neo chị đi. Ừ đó, làm neo chị. Đèn nhà sao? Làm neo chị đi đó. Đèn nhà người đi sáng. Rồi. Thôi nói chung là thua rồi. Đèn nhà đi sáng. Hoặc là đèn nhà đi rạng. Trời ơi. Quá. Đèn nhà sáng. Có cái câu nào mà đèn nhà sáng nữa đi nói tôi nghe coi. Ê, em vẫn nói còn gì? Thôi cô ơi. Bây giờ đố tên nghệ sĩ. Tôi sẽ là người vẽ. Sợ khó nha. Tôi vẽ trừu tượng. À, trừu tượng. Để coi. Ok chưa? Thể hiện trí thông minh đi. Lấy vô bảo Diễn à. Có xuống không? Răng nè, răng quá trời răng nè. Rẳng. Sứ sử. Răng rẳng. Ai trời. Nhã Phương. Tên gì? Nha có dấu ngã là nhã. Chính xác. Ai trời. Đây là răng gọi là gì? Nha. Nhã. Nha. Nhã. Đến đoạn này không hiểu là cái gì nè. Phương. Cái Phương á, hồi nhỏ đi học Phương hướng á. Phương. Đúng rồi. Tại vì đang không hiểu. Đội này mạnh quá hả? Mạnh này lo. Mạnh này lo. Mà sao nghĩ là tự nhã tôi cũng hiểu tôi suy nghĩ là được. Bởi vậy mới làm thầy mình. Rồi tiếp đi thầy. Gì trời, cái bầu. Ngô Kiến Huy. Chưa dễ mà. Ê nhốt bà Yến lại được không? Bà Yến giỏi quá hả? Anh thích dễ Ngô Kiến Huy thiệt á. Bắp mà bắp. Ông dễ chưa xong chứ bắp nữa. Bây giờ chơi ba người là tụi em đổi mình chị. Ôi mà không chơi vậy được. Cho em thử biết cái này vẽ cái tên người này coi mọi người đoán được không? Xin mời. Hoàng ông, Hoàng ông. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Tại sao một người có hai chân, một người có ba chân vậy? Song luân. Song nhân. Giáp. Hai người giáp đó cà. Bằng nhau. Đang gây lộn ở dưới vui vẻ. Đấu tranh gì hòa bình. Là tên nghệ sĩ hay gì? Đấu tranh gì hòa bình. Tên một nghệ sĩ. Cái gì nữa vậy? Cái gì bé bé dưới vậy? Tiểu. Tiểu Long Nhân. Ê, nhỏ này dễ lạ ha. Nãy giờ mọi người nói đúng á. Nè cái này là một chữ. Trời. Cái này là một chữ. Cái gì vậy không hiểu nữa. Lạ quá. Có nghệ sĩ nào tên là chú Tiểu không ta? Chú Tiểu. Từ cái hành động này qua cái hành động này chúng ta gọi là hòa bình. Hòa. Hòa hồng hòa bình. Từ lớn mà nhỏ chúng ta gọi là tiểu tiếng Anh là hòa minh gì. Đúng rồi, tuyệt vời. Trời gian quá tuyệt vời. 10 điểm. Mọi người chết lặng. Billy cứu các chị Billy. Đúng mà. Bây giờ mới vẽ cái phần chiến tranh thì mới vẽ cái phần nắm tay. Thì lúc đó người ta mới hiểu đó là hòa. Hồi nãy chị tưởng đâu. Thôi đừng nói nữa, thầy giáo chủ nhiệm chết rồi kìa. Hồi nãy chị tưởng em là đấu tranh vì hòa bình, chị tưởng em định vẽ Thiên Ân. Bây giờ làm sao em vẽ được chữ hòa? Bây giờ ví dụ chị làm sao vẽ chữ hòa? Hòa nè, hòa. Này này. Hòa là huề là bằng nhau cũng được nữa. Giống bằng. Vâng. Là huề. Không, cái đó không, bây giờ người ta gọi chữ hòa, người ta sẽ là bằng, cái người không, ta bằng dễ tỷ số 1-1. Hòa em dễ, em dễ đơn giản nhất là vậy. Hòa thì hòa huyền. Huyền. Hòa ừ. Xin lỗi mọi người về cái sự cồng kềnh này của em. Nhưng mà cái đó là đưa ly là ly đoán ra chữ bồng nha. Ai chứ ly? Ai chứ ly? Hòa là chữ bồng đó. Không. Lên thôi vậy thế em hả? Mây, vân, như vân, thí vân. Bồng lai tiên cảnh quá. Con cù hả? Khởi mi. Ủa là sao con cụ nó phải mi vậy? Mới chơi cái chương trình hát. À trời. Mặt trời. Nguyệt nguyệt. Trời mà. Nhật. Nhật nguyệt. Nhật gì đó. Ồ. Nặng hả? Nặng. Không phải. Nặng là gì? Vận vô người. Con dán con gì kìa. Con gì đây? Bỏ chét. Lâm Vĩ Dạ. Chí Thiện. Chú Thiện rồi. Thiên chú nặng là Thiện. Con Chí hồi đẩy đó. Hay quá. Hay. Rồi cô Yến. Thế hả? Cô Yến nghĩ ra cái tên nè coi. Quằng quằng xíu ha. Quằng quằng thì dễ đoán mới vui. Đừng có vẽ bà Barbara nào bên mình. Kelly Jenner. Miley Cyrus. Con bò. Trời dễ đẹp con quá ha. Con chó.
con gì đây? Con gì kỳ vậy? Không, xấu quá. Con cái dáng nhìn con chó thiệt kìa, phải không? Con chó đúng không? Vậy là tốt. Ôi, xinh xắn ha. Đẹp quá. Sao đoán thân nghệ sĩ hơi phù đồ đó. Cái gì vậy? Chó bị ghẻ hả? Nghệ sĩ mình có ai bị ghẻ đó. Sao bà dễ vậy? Ê, tôi bằng máng. Biết, anh biết rồi đó. Cái gì vậy? À, biết chưa? À, nó chửi em quá. Cái gì vậy? Gia đình ta đã ổn định. Đây, tôi giới thiệu. Lady and gentlemen. Anh em giải thích đi. Ai đã từng nuôi cún con thì sẽ biết. Nó có rất nhiều bệnh. Đó, là con chó hay cái bệnh gì mà người ta chợ người ta nói. Xà mau, nước mau thủy. Trời ơi, sao lại có được một người chị như chị vậy chị? Bạn ơi, chị xin lỗi em. Bà làm sao mà bà xin lỗi? Là từ giờ á, mỗi lần em nhìn mau thủy là em thấy hình này luôn á. Là tại chị. Ôi sao có thể liên tưởng ra được đến như thế luôn vậy trời? Anh Giang đoán hay quá nè. Hay vậy trời. Em là sao ra được cái chữ mau vậy trời? Người chắc đánh đâu. Chị xin lỗi em. Đấy ơi. Ủa cái đấy gọi là mâu rồi chị. Ừ. Sao mâu? Nay là mấy giờ rồi ta? Giờ là 3 rưỡi 4 giờ rồi. 4 giờ hả mà vẫn chưa thấy điểm mạnh. 3 rưỡi à? Vẫn chưa thấy điểm mạnh của Lisa. 4 giờ chiều rồi chứ. 5 rưỡi ta sổ rồi mà. Đó thì dài. Đây vô. Lưu lại kỷ niệm thời thanh xuân. À, cái bạn check in. Đúng vậy, đừng để thanh xuân trôi qua như giấc mộng. Yeah, và Châu là người đầu tiên được đặt bút ký vào khu vực Tây Nguyên. Ủa phải không? Đúng rồi, Đà Lạt. Đà Lạt có Miss Thi rồi. Trời ơi, bé này. Bé này. Trời ơi, có Miss Thi ký trước rồi hả? Đà Lạt chính là tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng. Rồi, lấy ra được phải không? Mời ký. Miss Grant Lâm Đồng. Em ở phường 1 hay góc này? Trời ơi, nguyên cái tỉnh Lâm Đồng mà để em tìm phường 1 ở đâu. Ghê thiệt. Quá thiệt, hôm nay tôi thích đón những người đầu óc đỉnh cao. Bây giờ đúng là người đẹp lạ ha. Lạ hơn xưa nhiều. Lạ từ hả vẻ đẹp bên ngoài đến cái đầu luôn. Toàn là độc lạ Bình Dương không? Rồi, tôi chụp hình cho cô. Đó là khu vực phường 1 của bước vô Đà Lạt ở Lâm Đồng nha mọi người. Rồi. Ý gì nãy nãy em kiểu làm kiểu khác cho nó. Ý, nó trắng rồi. Từ từ, nó sẽ lên. Mời ra phía sau. Không, cái này, cái tấm này nó bị hư rồi. Không, từ từ. Nó trắng rồi nè. Từ từ. Không, cái này nó thiệt, nó trắng thiệt chứ không phải. Rồi xíu con. Giống như hư anh Giang cho xin lại tấm nữa. Con Vũ nó mới hư đó con. Vô đây chị Bảy ơi. Vô đây chị Bảy ơi. Wow. Rồi ghi vô. Em đừng có Vũ, tự động nó sẽ ấy lên. Sao hay Vũ, bạn trai tên Vũ hay gì? Nhà trọ Destiny và những vị khách đáng yêu. Mình là vị khách ở phường 1 Đà Lạt. Phường 1 hoài. Ủa sao bill của phường 1 dữ vậy? Nhưng mà xin thêm một tấm được không? Dạ. Em muốn chụp từ trên xuống. Chụp ba anh em mình lưu niệm cho một tấm được không? Anh Giang, anh Giang, anh Phát. Phát vô. Bấm đây đúng không? 1, 2, 3. Rồi. Có rồi đó. Được không ta? Hư rồi sao? Tử. Bạn trai tên Vũ phải không? Ừ. Em xin tấm này làm kỷ niệm nha. Ok, rồi đi vô. Nè nhưng mà nó bị trắng thiệt. Coi nè. Trời ơi. Chấp niệm quá. Vô bé ơi. Nè, ý mặt ông Phát là mắc cười quá. Ta làm hài mà nói mặt mắc cười quá. Đáng lẽ chiều là mình sẽ chơi bóng ném đây nè. Bây giờ mình chơi thôi. Mưa quá. Nhanh. Nhiều khi không đâu. Nhiều khi ông hùi thôi, cái ông đi giờ. Ủa cãi trời được đâu. Ngày anh nói ở bên cạnh em qua nhiều mệt mỏi. Quá nhiều mệt mỏi rồi. Ngày em. Thôi nữa hả? Ladies and gentlemen, bây giờ về chúng ta tối nay trời. Em muốn ăn thịt. Tối nay trời mưa nên chúng ta sẽ gác Sài Gòn đến nhà gỗ và ăn lẩu bò. Tuyệt vời. Người ta gọi là lẩu bò nhà gỗ. Lẩu bò nhà gỗ. Quá ngon. Thì trong nồi lẩu nó sẽ có thịt bò. Rồi, nó sẽ có gạo. Nó sẽ có nước. Rồi. Và nó cũng sẽ có khả năng không có gì hết. Đúng vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi như sau. Quăng nha, thấy quăng đó. Quăng không? Quăng. Thổi cái banh vô cái lỗ nè. Ngoài này trời gió lắm, vô trong kia cho nó kín. Mấy bàn nghiêng nữa chứ. Bàn nghiêng nữa, sao mà chơi được? Nghiêng nó mới vô đây được chứ. Nó mới đổ vào. Rồi, mình chơi nhiều lượt. Ai mà thua hoài là khỏi ăn luôn. Ê. Ủa kỳ vậy? Trời vậy đó, mới lớn chứ. Khó vậy ta. Rớt xuống là thôi. Rớt xuống là thôi chứ không lẽ lụm lên. Miếng ăn đó xuống đất thì bỏ chứ. Thôi. Không, 3 giây anh. Quy tắc 3 giây. Tôi nè. Ừ. Trời sao mà từ đây qua bên đó được trời.
No, không thể nào, cái này không được. Anh Trường Giang. Hay vậy trời. Hay vậy trời. How can? Wow. Miếng ăn vô họng rồi. Tôi còn rớt ra. Móc ra. Hai. Thử coi. Cố lên chị. Để coi nè, trong ba bạn nữa đi, bạn nào thổi giỏi nè. Ủa là sao? Ý là thổi với bạn thì khó lắm, phải giữ làn hơi tốt. Vô thế quá nè. Để này dạng thổi liêu riêu nè. Không hề liêu riêu. Ê, không được đụng cái miệng vô nha. Đụng miệng rồi, pháp luật rồi. Đụng cái miệng rồi. Rồi. Và của chúng tôi đã xác định đụng miệng là rồi. Cái này coi như cái ngực em đụng vô chứ em không có đụng miệng. Vô thế quá nè. Để này dạng thổi liêu riêu nè. Ê, không được đụng cái miệng vô nha. Đụng miệng rồi, pháp luật. Nhưng cũng rớt rồi, nói gì nữa. Đúng rồi, ai? Trời ơi. Thử em. Mỗi người chỉ có 3 lượt chơi thôi nha. Chết rồi. Trời ơi, nghe nhìn đói quá. Ồ, bé có phiếu nha. Thôi ca sĩ mà. Ca sĩ có lần hơi tốt nha, thổi giỏi. Ủa? Yếu quá. Anh ơi, nói, quá. Anh đừng nói gì hết, cái miệng anh kỳ quá. Đừng có nói. Vô em. Bây giờ có trúng là được rồi. Bây giờ cái đầu tiên anh kệ đi, lấy kinh nghiệm. Khó lắm mới giỡn. Bé này thổi mà đứng cái dáng khó thổi quá. Đây chị đây, chị giúp em đi, giúp em. Chị dài đứng này chị giúp em. Chị sẵn hai. Rồi đó. Ok, chị giúp em đó. Nếu tôi nó đứt cái chuỗi intop của em. Đây để em giúp bé. Đây, giúp em. Đó. Rồi có rồi. Đây em làm được. Làm được để em được đứng cho em cười. Đúng rồi, đứng cười. Trời, cái môi trên thì cũng đào, cái môi dưới cà mau không? Sao nó không đi vậy ta? Thổi mạnh lên cho ra cái. Thổi cho ra. Ra khỏi cái vòng đó đã. Thổi cho ra khỏi cái vòng đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nở nụ cười. Thổi phải nở nụ cười. Ủa hay nha. Ok. Vô kia. Về cái mốc đó là tức lắm luôn á. Bà thàm, bà tới đây bà ăn thịt được rồi, bà đồ ăn hết. Không có, chứ nó vô rồi đó. Có một chút xíu thôi mà tiền đình luôn. Hồi nãy mà anh mà dựng cái đầu em là anh giật về là vô thịt rồi. Tại em không chịu để anh giữ. Rồi, nói nhiều này xong bây giờ xem sao thổi được không. Dựng anh cái đầu á. Nè đây, đó, rồi. Khó lắm, không khó lắm, giỡn. Cái dáng là thấy ok đó. Vô thế rồi đó. Quá trời quá đất. Quá trời quá đất, cái mỏ kìa. Không có chơi ngầm với banh nha. Mạnh lên, trở lên trên đã. Trời, có ăn rồi, được rồi, có ăn rồi, được rồi. Ừ vậy đó. Ồ, anh nước lẩu. Ok, đúng rồi anh. Cái đó với muốn cũng được. Vậy này có nước lẩu uống là ok rồi. Ừ, húp lẩu ok đó. Khó quá. Khó. Có một rau mà thấy say sẩm mặt mày á. Đuối á. Ủa, tôi vừa hát tôi nhảy mà. Trời ơi. Tôi hay lắm. Rồi xong rồi. Ơi. Tôi hay lắm. Rồi xong rồi. Bye bye. Hay chưa? Hay dữ chưa? Bye bye. Bye bye. Không, ảnh ăn mảnh trong bếp được. À. Không có đâu, tôi chơi đàng hoàng. Thua tôi chịu thua. Màu cam. Vô. Hai. Hay vậy trời. Ồ, lên rồi nè. Rồi thua. Nó không có làm sao vô ta. Vô. Ok. Hay vậy trời. Vô. Thổi ngược lại. Thổi phải thổi xuôi thổi ngược mới được. Trời ơi, nó ngay cửa rồi. Miếng ăn tới miệng rồi. Trời ơi, nó ngay cửa rồi. Tức tức quá trời ơi. Trời ơi, cái miếng thịt này kỳ vậy. Trời ơi. Thổi mạnh lên con. Đó. Có vừa thở vừa nhảy không? Ôi trời ba bức chung. A bi ba ba ba. Ăn rau. Được rồi. Ăn rau. Em gái muốn kết hợp với anh không em gái? Đó. Rau nhúng vô lẩu. Đúng rồi. Đó. Mình ăn rau bên đây húp lẩu. Không, cái nước lẩu là có nước thịt vậy. Có nước thịt là anh kẽ được. Ủa sao thổi cho nó phịt lên, phịt lên. Phịt lên. Đó. Lên. Bé này hơi yếu nha. Đó. Lên. Lâu rồi không chơi trò chơi này đúng không? Lâu rồi không thở đúng không? Đừng! Em cần phải ăn! Em phải ăn! Trời ơi! Em không thể nào nhịn đói được! Tới em! Say sẩm mặt mày! Ủa? Nếu như em vô nước lẩu thì em sẽ được một nồi nước lẩu bự! Em húp lẩu hết luôn! Quá trời cái miệng! Lên full kìa! Ừ.
con Banh ơi nè Banh. Hay vậy. Banh à. Ô ô ô. Vô thịt vô thịt vô thịt vô thịt vô thịt vô thịt. Cái gì mà căng thẳng. Vô thịt vô thịt. Cái gì mà căng thẳng. Vô có nước lẩu vô có thịt luôn. Anh không cần em nữa em gái. Tôi nè, thôi để giờ tôi nhảy trước. Nhảy nhiều quá là mày không vô đây ạ. Rớt nè. Lên phun lên phun lên phun nè. Gì vậy? Không có không, tới em còn rớt mà mọi người. Mở lên. Ô kìa. Ô kìa. Ghê vậy. Yeah. Ghê vậy. Phun 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 phun. Phun phun. Ghê. Nhiều khi là cái điệu nhảy của ảnh là đem đến may mắn cho ảnh. Người ta nói gì, được ăn cả, không nhả về không. Một tôi ăn hết, hai tôi nghỉ ăn. Đúng rồi. Lượt cuối, lượt cuối. Làm dạng danh chân dài là. Tính là cao cũng khổ ha, phải chàng hãng ra. Cao quá, cao quá, cao quá. Lên, 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 lên. Wow. Lên chị ơi. Có ăn là được chị, có ăn là được. Thôi đừng lên full thịt thôi được rồi. Đúng rồi, anh em mình chia đôi cái lẩu Yên ơi. Chia đôi cơn mơ. Chia đôi cơn mơ. Thôi, 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 chị được rồi, chị được rồi, chị được rồi. Con nãy giờ thổ yếu nhất nha con. Rau, có rau. Cái sĩ đâu mà thổ yếu quá. Không, mọi người đều có đồ ăn rồi đó, em chưa có nè. Áp lực quá. Em lần đâu. Lượt lượt thứ ba đó. À. Ca sĩ là phải thổi mạnh lên, có hơi lên. Thổi con ruồng chạy. Thổi lên. Nó đi cho anh hay vậy ta. Phun lên, phun lên em, phun như là phun lửa. Đâu vừa thổi giả, hát khách khách khách. Áp lực quá rồi. Trời, nó vừa làm xong, nó vừa thổi xong nó làm như này. Đúng rồi. Đúng rồi. Kìa ta. Chê người ta hơi nhiều. Mời Châu. Em nhường ai chơi giùm được. Báo, báo, báo rồi. Vận mệnh bao tử của em đặt cuộc với em đó. Rồi, em muốn ăn lắm đó nha mọi người, đói lắm rồi. Một cú mạnh đầu tiên nè. Để cho nó khởi đầu nó tệ quá ha. Yếu, hơi yếu. Để khởi đầu tệ quá. Em biết tại sao nó khó lên không? Tại em không có khúc vào đầu. Em thấy anh Giang không? Anh vô em phải có tiền kiêu của anh. Đâu, nhảy nhảy giùm anh coi. Yếu. Mình phải làm nóng đấy, phải làm nóng chứ. Đúng rồi, hãy đầu lên. Ơi. Bé nhảy đi nhảy khùng. Đúng rồi. Cái gì bé đàng hoài làm được bác điên điên khùng. Thấy chưa? Cái gì bé đàng hoài làm được bác điên điên khùng. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Không, nhưng mà nó lên. Nhưng mà ôi trời, chơi lại đi. Em mới biết chơi. Nó lên nhanh luôn. Em không, em còn lượt không? Em còn lượt. Chơi một trái. Anh nhường lượt của anh cho em luôn. Rồi, quá tuyệt vời. Nhưng với một điều kiện, em nhảy cái màn vào đâu. Nhảy phải trái phải hốc giữa. Dù như nè, tất cả đã bị bao quay. Nhảy đi. Đó. Đó, là em tự mắc cười em luôn đó. Rồi thổi đi em. Lên không? Không lên. Lên, 2, 3, lên. Không lên, nhảy tiếp. Nhảy không tiếp, nhảy tiếp, nhảy tiếp. Đúng lên rồi. Thôi. Đó. Nhảy đi, tăng, tăng, tăng. Cái bạn phải lên, tăng, tăng, tăng. Lên luôn. Nhảy tiếp, nhảy tiếp. Đó. Chán thiệt. Rồi, bây giờ tổng kết là Trường Giang là ăn full. Phát thì... Đức Đậu thịt. Với thịt. Lisa em là, rau, là thịt. Rau với thịt. Yến là thịt. Mình ăn không còn rồi. Anh Hương Anh Hoa. Mình ăn không còn rồi. Rồi, rồi. Giờ chơi lại không? Chơi lại. Được. Chơi lại đâu ăn uống nữa. Ủa? Nè, có nghĩa là bây giờ sẽ cho em chơi lựa hình phạt. Em lựa vô cái nào thì là sẽ cho em phạt cái đó, nhưng mà sẽ hỗ trợ em cho em ăn. Hiểu không? Yeah, ok ok ok. Được. Em rửa chân cũng được. Chỉ cần được có ăn đúng không? Đúng rồi, cho em miếng ăn. Cái đó là anh nói thôi chứ không phải anh Giang nói. Đúng rồi. Buổi sáng dễ mà. Sáng dậy luộc 4 quả trứng. Anh Giang. Ừ. Chưa có một cái số nào mà nó gọi là bất ngờ cho người chơi. Em nghĩ cái cuối cùng này nên là đi về. Thổi một cái đi về luôn. Làm gì? Rồi, ai muốn đánh đổi điều gì với cái đồ ăn thì không, em ăn thịt ngon rồi. Chỉ có mình Châu thôi, vô đi. Có mình Châu thôi. Ai cũng có thịt có rau có nước lẩu hết rồi. Đổi, vậy là ví dụ như em vô cái dọn phòng thì em sẽ em đổi... có ba quả. Ờ. Em vô ba chỗ thì em đổi ba thứ bên kia. À. Ờ đó. Mình đã có tương đương không? Tương đương. Ờ, lên rửa chén đi em. Nữa nhảy nữa. Sao chơi dở mà hay nhảy vậy? Không thủy. Đó, nhảy đi em. Ví dụ mà em vừa dạo xong em xuống thỏ không được làm đứng dạo là dạo tiếp liền. Không có chọc em nữa. Không chọc, không chọc. Bây giờ để em nhảy xong một cái là mọi người im lặng nha. Không chọc, nhảy nè. Mình đã thiệt 2 3 là 2 3 đủ rồi, đủ rồi, thổi. Vô, thổi. Rồi không lên. Ủa lên rồi, lên rồi. Vô, vô lại. Vô lại, vô lại. Nhảy tiếp, nhảy tiếp. Ok. Vô chuồng lại. Nè cá ngựa, vô chuồng, vô chuồng, vô chuồng. Thôi em hơi yếu, thôi em hơi yếu. Bé để thổi không có nhịp độ, thổi điên loạn quá.
Bé để thổi không có nhịp độ, thổi điên loạn quá. Một trái. Sách kỳ vậy ta. Chu lép. Trò này nếu mà để 4 cái ly dưới đây là em vô địch rồi. Một cam mới đâu mang lại hy vọng nè. Đúng rồi, một cam hy vọng đấy. Ờ. Đây mặt nghe nghiêm túc quá nè. Có một cặp ở mày đó. Rất nghiêm túc, rất cặp ở đó. Ráng lên em, ráng lên. Kiếm cái gì ăn đúng coi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mất cái bồng này cái muối nữa rồi. Mà ăn uống coi. Chúc mừng em đạt qua hậu rớt banh. À, mọi người sẽ chia sẻ cho em một chút xíu. Bây giờ phát la cứu em bé đó đi. Em làm gì đây? Em thổi vô á thì bé sẽ được lãnh cái khúc đó, còn em thổi mà rớt ra ngoài thì em phải đổi món của em. Ủa? Không có lời gì hết trơn. Ủa cái khúc gì mà kỳ vậy? Ủa có ai em nghe lùi lại không? Có ai em vô làm gì? Tặng gái mà. À gái, tặng gái là mình phải giúp. Anh sẽ giúp em. Em muốn chọn cái nào? Rửa chén, rửa chén. Rửa chén đi. Rửa chén là ăn full đó. Nhưng mà em phải nhảy trước cho anh. Em phải phối hợp với anh chứ. Okay. Hai mình nhảy xong cái này. Rồi. Chỗ tay vô nhau nè. Yeah. Rồi. Ok quá trời. Rồi yếu luôn. Là sao? Là giúp yếu chưa? Là giúp dữ chưa? Ủa giúp chưa? Ê cái khúc em tính là điệu nhảy không phong thủy nha má. Điệu nhảy không có phong thủy. Điệu nhảy không phong thủy nha. Ừ. Nhảy lắm mệt. Rồi, lên rồi, lên rồi, lên là được rồi. Wow, quá trời. Ờ, cái mỏ đã không? Chuyện gì cực vậy? Chị biết ăn bên nào? Miếng cơm của bao nhiêu? Cái lẩu bò bao nhiêu tiền? Đặt lên rồi. Tiền mất sức quá. Vậy là mai em thử lò bữa sáng. Dạ. Và được ăn thịt. Và được ăn thịt. Yeah. Thịt quá sống chị... tại vì đâu có nước lẩu đâu. Ủa? Bé này sao định nói đâu. Ăn thịt sống. Không, đúng đó bà hình như ta luộc trước rồi. À dạ. Hồi nãy ai ăn được rau? Em. Rồi về là đó em tự thấy rau nha. Rồi ai mà ăn rau của em này có trách nha. Tôi ăn rau của lẩu, còn em muốn ăn rau phải tự hái ngoài vườn. Ủa? Thế sao? Em vô em thổi vô rau hay là muốn thổi lại không? Dạ. Thôi à. Rồi bây giờ là em có đồ ăn rồi đúng không? Yeah. Rồi giờ thôi chúng ta vào để chuẩn bị tắm rửa, yeah, mặc đồ lộng lẫy cho buổi tiệc tối siêu ngày hôm nay. Wow. Okay. Thịnh soạn quá vậy. Đây. Trời. Để thui lỗ bò. Xuất sắc, à, xuất sắc. Wow. Master. Ây da. Em người ở đâu? Dạ Đà Lạt. Đây có bia Đà Lạt. Yeah. Thiệt hả? Yeah. Có phùng một không? Đây là bia của X-Wit. Anh Giang. Lát cho em mượn cái thùng nha. Ok. Em ăn lẩu bụng em xà bá luôn á. Vô 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 vô. Sao ăn phải ăn thoải mái chị ơi. Để về tới đây rồi. Ngại ngần gì nữa. Ê mình hiếu người. Không, đủ rồi, đủ rồi. Ủa vậy hả? Ủa sao vậy? Nó quay vô mất lượt hả? Đúng rồi. Để anh được một cái là quá vất vả. Em tao cũng vẫn đẹp. Trời ơi, sao có một mình tôi phải đi rửa rau rồi trời. Mọi người cái này là tôi thuộc dạng nhất trái cây ấy nha. Nó nhẹ nhàng. Trái cây phải không? Không nha, nhẹ nhẹ hồi là gãy nè, không hay đó. Ủa nhưng mà là tụi em được ăn hết không? Được hết. Wow, thấy chưa? Nhưng mà thì vui thôi. Bé Liên phải làm vậy với mình. Ai làm vậy với tụi em? Bé Liên rồi. Đi hái rau mà bảo. Không, bé Ly kia kìa. Bây giờ lại phải phân loại rau nữa. Bày trí rồi chứ. Rồi. Đi à. Ra nhặt rau giùm chị nào. Tí đây là chị có thịt bò đấy. Sao lại ngồi nặng nề nùng như vậy? Nào sao quá hả? Đuôi. Đuôi, 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 đuôi. Đuôi. Wow, dứt khoát lên. Trời ơi, sáng giờ là để cái đợt này nè. Wow. Phát ơi, đổ, đổ, phát ơi, đồ phát khô, ơi. Đồ khô, đồ khô. Phát ơi, chưa có vợ nó khéo khéo léo xíu. Ai lấy mày cũng xui lắm thì. Sáng giờ đói quá. Anh cứ hay chê. Đúng không à? Không, em thấy không xui. Em thấy không xui, thấy ok đó, cũng được á. Okay. Anh dạng giống như là một người mẹ mà hay chê con để mà người ở ngoài đường khen á. Ghê vậy? Trời ơi, các người.
ngồi ăn hưởng thụ, tại sao tôi lại phải đi nhặt rau? Em mời anh, mời chị, mời Phát, mời cả nhà. Ai kêu quay vô cái ô rau chị? Cuộc sống này. Ủa rau đây nhóc hết trơn, tự nhiên đi hái. Ủa sao ai bắt mà nữa chưa? Vừa rồi. Nó chỉ là lá sâu thôi, còn là rửa rồi. Là rửa nhưng mà không có lặt hả? Lặt rồi luôn á. Lặt sao có lá sâu? Lặt hơi sót thôi. Mời cả nhà, mời mọi người. Nha, mời cô là các bạn ăn ăn cơm. Mời cả nhà nha. Bây giờ cái này mình chấm. Chấm gì? Này là gì anh? Mắm nêm. Cái gì anh? Này tương đỏ đen. Này chào, này chào răng lẩu. Chào. Chấm này ngon. Giờ bí thu chấm gì nè? Mắm. Trời hay quá vậy em. Em vô mắm luôn. Chưa ăn món này bao giờ. Mềm quá. Cay nha. Còn gì cái đắng bằng cuộc đời mình bây giờ nữa. Vô. Vô. Chắc mọi người chưa uống bia express đâu đúng không? Bia trái cây em muốn rồi mà cái này chưa. Bia này siêu thị nào cũng có bán. Nhưng mà giá không có rẻ. Gì? Nó cũng được. Tại vì nguyên liệu đầu vô là nguyên liệu đắt tiền mà. À vậy hả? Nhưng mà vậy thì hôm nay anh đãi tụi em mấy thùng? Bây giờ văn hóa nhậu bỏ rồi, văn hóa chiêu. Chiêu hả? Uống để thưởng thức thôi. Không, thưởng thức cũng phải mấy thùng. Thôi tính tiền trước vậy. Ngồi không biết. Vậy là chị Yến mà nhậu là tính bằng xe, bằng container. Trời ơi, ngon quá à, bề khê ngon quá nè. Vậy tính ra anh Giang là đãi mình loại cao cấp chứ bộ. Dạ, anh Giang mà. Không về nghệ sĩ review sao? Đánh giá một sao. Cảm ơn các em đã đến nhà trọ Destiny tối đêm nay. Ladies and gentlemen, welcome to Destiny Hostel. Today we have a talk show about người yêu cũ. Wow. Ok ạ. Vậy hả? Vậy thế vậy. Đó, hai ta chẳng thấy nhau, em sống ra sao? Wow. Yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ. Hôm nay tôi với Phát Vinh Hạnh là ngồi với ba cô gái đẹp. Còn là siêu mẫu á hậu rồi video của nhóm trong tình yêu làm cho có thắng và thua đúng rồi có chỉ có đau và đớn ủa nó có đúng hay sai không vậy nhớ cái đau là mình nhớ giống như con liều thanh lao vào trò chơi thế gian nghĩa dạ. Giống như con ông vàng thích yêu tình ái mạnh quật nào ngờ đâu lòng người thay đổi nào ngờ đâu sự thật quá đáng cãi quay về đi em ơi nè bánh bèo cảm ơn anh nhiều bánh bèo này nữa à ok không có ai lo cho mấy cô thì tôi sẽ lo. Master thơm quá. Cái chương trình này là xuất hiện là để cho những người yêu của mình mà có thấy thì phải biết là trời đem khem được chưa chúng ta luôn được chăm sóc. Ủa, như thế này thơm nhá, rau thơm này nhá. Là rau gì vậy? Rau tôi lặt đá, rau muống, rau mồng tơi. Còn em múc đi cưng. Siêu trợ lý à, có khác gì hả? Ê, trước khi mình vô ăn mình vô cái nè, vô nhẹ nè. Cảm ơn anh Giang đã mời tụi em đến nhà trọ Destiny. Vô quá là vui. Ăn uống chơi game hành hạ. Màu vàng là cái gì ta? Là cái vị gì nhỉ? Táo. Nó chú uống cái gì berry ngon á. Tí em sẽ thử cái dâu coi. Ngon á. Chiêu quá hả? Ừ, chiêu quá. Ở đây thích ghê, ở đây muốn về luôn á. Trong một cái mối quan hệ mà khi chia tay thì người đau khổ nhất sẽ là ai? Người yêu là nhiều người hơn. Tiền nhiều hơn. Không. Người yêu nhiều hơn là người đau người khổ nhất. Người tiền nhiều hơn thì nó đau khổ hơn. Phát là có vẻ kinh nghiệm quá ha. Em cũng từng phải không? Em đã từng mối quan hệ người yêu cũ của em sao nè? Đúng rồi. Cuộc đời là trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi. Là em đã rất nhiều mối tình hả? Con mặt từng trải mà. Con mặt hơi nhau rồi. Trời ơi, của mặt nhau kìa. Bé nói kìa Phát. Chị lớn tuổi hơn em đó. Mà ở đây nha, giờ anh Giang đoán thử coi. Trong ba người này là ai sẽ là người có nhiều người cũ nhất? Đây. À. Hấp dẫn không? Hay dạ. Ba người này. Nói thật nha, mọi người nói thật nha. Người có nhiều người cũ nhất. Nếu mà chị tính tới tuổi thì Yến là nhiều tuổi hơn. Nhưng mà chưa chắc anh. Trời, số tuổi đâu chắc cái mối tình. Chế Nguyễn Bình Châu. Ờ, sao mà ra được? Chính là cô. Em có bao nhiêu người là anh chị em đều biết hết. Ủa vậy? Ủa? Thì có một đợt đó rồi với một đợt này là hết rồi đó. À bạn kia à. Ờ. Sao mà nói được câu đó không biết được. Chính là cô. Thì chắc là vậy đó. Không chối luôn hả? Không chối luôn hả? À cô hỏi nhiều. Còn hai anh em ai có nhiều người cũ hơn? Anh Giang. Anh Giang. Không. Sai. Không, em nhìn Phát La cũng có vẻ đó. Anh số tuổi cũng quá nhiều rồi. Khoan đã. Nhưng mà tại sao là nhìn mặt em lại là nghĩ nhiều? Em nghĩ vậy á. Tại sao? Có duyên, mấy người có duyên với em mà nhiều bộ. Nhiều bộ ha. Nhiều bộ. Giống anh vậy hả? Không có duyên mà, ủa nhiên cái duyên mà. Hồi xưa. Xưa. Giờ anh dám được. Mà Châu nhìn mặt anh sao thấy không có niềm tin lắm hả? Hả? Đâu em có niềm tin là anh có nhiều người yêu cũ mà. Tại sao? Nhìn giống dễ bị bỏ. Trời. Không, nó đùi thôi chứ thật sự là nhìn anh khác kiểu công tử thì em nghĩ là sẽ nhiều em thích, nhiều bạn thích. Bắt đầu không thích Châu rồi nha. Không mà thật ra người yêu cũ là một cái phần không thể nào mà không có trong cuộc đời mình được. Đúng rồi. Đã là đó rồi thì sẽ là ở đó. Quan trọng là nhìn về nhau thôi ha. Nhưng mà giấy với Châu là dạo này đẹp hơn nhiều so với hồi trước ha. Dạ anh, trộm vía không? Trộm vía. Cảm ơn. Cái hồi trước vẫn đẹp nhưng mà cái bên trong nó không có ổn định á. Cho nên nó không có bụp
bộc lộ ra bên ngoài được. Cái bên trong mình hiện tại đang rất ổn định cho nên bộc lộ ra bên ngoài nhiều. Đúng không? Tâm sinh tướng á, nghe câu đó chưa? Lấy giờ sao em ác hay gì mà anh nói ta. Ý mà khi mà cái tâm mình nó tròn đầy. Tròn đầy. Tròn đầy. Tròn đầy có nghĩa là cái gì? Nghĩa là đủ đầy, đủ sự bao dung với tất cả những thứ xung quanh. Chúng ta đang đến với khóa tu mùa hè. Ý em đang nói là những cái điều em học được thôi. Khi mình đối xử tốt với đời thì đời sẽ trả lại cho mình những gì mình đã đối xử. Có thể nó lâu, có thể nó chậm nhưng chắc chắn sẽ tới. Đúng vậy. Chỉ cần mình hãy cứ tử tế đúng không? Được. Anh Giang, sao anh đi qua chương trình mệt rồi mà anh vẫn có sức để mà anh về xong anh làm thêm những chương trình này nữa? Động lực làm sao? Thích đi làm. Nhưng mà đây là anh đã đi một thời gian rất là dài, anh đang quen với cái guồng đấy rồi. Bây giờ anh về nhà mà anh không làm anh chịu nổi đâu. Đấy, khi mà mình đã đi một thời gian dài xong tự nhiên mình nghỉ mình hững. Nhưng mà theo như là em nghĩ nha, là một phần cũng nhờ chị Phương. Thì sao? Kiểu anh Giang đi anh vui hơn là anh ở nhà. Không có. Không có hả? Anh đi là vợ anh vui là thiệt. Thì anh đi nhiều thì vợ anh khỏe. Chứ thấy mỗi lần đi với em anh cầm ràm chị Phương hoài. Khúc này có được lên sớm không? Có vợ anh. Vợ anh khỏe anh đi nhiều lắm. Đi nhiều lương nhiều. Đem tiền về cho vợ. Đừng đem biêu nhiều về cho vợ. Hay lắm, mấy cái tào lao thì nhanh lắm. Giờ chỉ em mấy cái chính trực này là sao anh ơi? À, em biết cái gì em cũng biết rồi. Chỉ gì nữa? Em biết gì giờ? Giờ hỏi một câu, em đã từng mua cho mẹ cho dù đầu chưa? Chưa, đưa tiền mẹ mua. Đã từng mua cho mẹ một cái khăn lau mặt chưa? Chưa luôn, đưa tiền mẹ mua. Thì đó gọi là lo hả? Mẹ em thích gì mẹ mua đó. Không, sai. Cái cần của người lớn là cần mình quan tâm. Em thử đi, mai em về mua cho mẹ một khăn lau mặt. Mà nó mềm, nó mẹ con đọc thấy con đi tìm cái này mà lau qua mặt nó mịn lắm. Là mẹ em sẽ nhìn em khác liền. Nói chung là hồi xưa giờ là lo mấy cái lớn lớn thôi. Tại mình đàn ông nhà mà, cho nên bây giờ là anh Giang chỉ là về sẽ kiếm mấy cái nhỏ nhỏ để quan tâm thêm nữa. Tôi mấy chi tiết sự nữa. Kinh tế đấy. Đúng rồi, sẽ hấp dẫn thôi. Thấy ai ngân nga bà khác biệt quá lớn rồi. Nói là ngân nga ngồi cái bên nó muốn sấy vô gọi là nổi đau. Nó bị vô đầu từ những cái người mà khác bên không nói cũng quên mất cái tên bà đó luôn. Bà hát một cách say sưa. Tại bà cũng hay. Bà hay mà, bà hát mà. Bà hát người ta bà cũng hay. Nhưng mà khác lắm hả chị? Hát xong là khác luôn hả? Hai thế giới luôn đấy. Ủa nhưng mà Liz bây giờ là ở một mình hả? Đúng vậy. Xưa giờ con ở mình mà. Xưa giờ vẫn ở một mình mà. Bố mẹ Liz là ở bên nước ngoài. Ở bên nước ngoài. Bố mẹ Germany. Ở bên Đức. Ừ. Vậy mới Đức mấy lần rồi? Em mới qua Đức rồi có 2 lần rồi. Ừ, qua thăm bố mẹ em không? Không, thật ra là em đi diễn xong rồi là tiện thể một công thể. Ủa? Em đi qua thăm luôn. Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần? Thì thường là khoảng 1 năm thì gặp nhau một lần. Còn lâu lâu thì... Thì 2-3 năm gặp nhau một lần. Trời ơi. Gặp vào đợt Tết thôi hoặc là hè gì đó. Lâu quá hả? Tôi mà không gặp bao giờ tôi chết. Gia đình em là cái số là phải xa nhau nha. Nhưng mà ở mình vậy có thấy cô đơn không? Cô đơn lắm. Chắc cũng có nuôi chó nuôi mèo gì đây. Có không? Em nuôi con sóc. Con sóc hả? Tại vì vượt qua một cú sốc nào đó. Trải qua cú sốc em nuôi con sóc bay vậy chứ? Trời ơi, cú sốc nó bay đi. Mình nói ra miệng như thấy đơn giản, nhưng nếu một người phụ nữ mà ốc mình là em thấy vất vả lắm, đâu phải đơn giản anh. Cô đơn chống trải đâu nữa. Hồi xưa chị ở mình thời gian nè, xong giờ nhớ mẹ quá về ở. Cũng tùy, em thấy bình thường. Em là một kiểu người thích ở một mình. Tính của em sẽ thích ở một mình. Tức là em vẫn thương gia đình em nhưng mà không thích ở song song, em không có thích ở gần. Không, bây giờ em cũng thế, em cũng thích ở mình, em không thích bị chung chạ với người khác. Thích có không gian riêng. Người ta gọi là thanh thoảng thì thơm lâu hả? Đúng rồi, người ta hay gọi là xa thân gần thối. Tôi chung hay ở mình xong tự nhiên sau một thời gian cái tự nhiên cảm thấy là nhớ ba mẹ quá, muốn về ở với ba mẹ. Buổi sáng về mà ngủ dậy mà không xuống phòng mẹ ăn cái là không được. Sáng bây giờ phải chạy vô con bà già cái kiểu nhiều chuyện con bà già xong xuống chơi với ông già gì chưa. Chị lên bia anh ơi. Hồi trẻ thì em có nhiều bạn lắm. Hồi trẻ là bây giờ anh hồi sao? Không, bây giờ là cũng 20 tuổi á. Bây giờ cũng 30 rồi. Ngày nào không có kèo đi chơi hết. Sau này cái mình suy nghĩ là mình mới thấy là ủa tại sao mình hay thích đi chơi vậy ta? Thì mình mới đào sâu vô mình thấy là à chắc là mình sợ cô đơn. Thì mình mới đi kiếm bạn bè để mà giải tỏa cái đó. Cái một thời gian sau nữa cái em phát hiện ra là kiểu giống như nó giống như là mình đang thuốc giảm đau vậy đó. Đau cái mình giảm đau, cái mình gặp họ mình mới hết cô đơn. Xong cái trên con đường mình đi về là mình cô đơn trở lại. Từ từ ít bạn dần thì mới phát hiện ra là thực ra không phải là mình ở một mình á là mình cô đơn, mà là khi mà giữa rất nhiều người mình vẫn cô đơn. Những người xung quanh mình á không có hiểu mình thì đó là cô độc nhất. Cô độc. Cô độc nhất. Bon. Ủa sao vậy? Sao vậy anh? Sao mỗi lần em nói anh thiền? Ủa sợ nhất là cảm giác không ai hiểu mình thôi chứ còn. Bây giờ có ai hiểu em chưa? Chắc cũng có. Em cũng phải chia sẻ là
cái lúc mà lần đầu tiên em bị chia tay nha, tụi em quen cũng lâu hả, 3-4 năm gì đó lâu, xong rồi cái chia tay cái đợt đó em cảm giác là trời chắc không sống nổi quá à. Ý là em bây giờ lúc đó mình còn lại, trẻ quá mà kể lại thì mình thấy nó đơn giản nha, nhưng mà thật sự cái lúc đó em không ở một mình được, em liên tục phải cầu, phải làm, tức phải gọi bạn, phải có một người bên cạnh em chứ không mình không có, em không ở một mình được, đúng rồi, em không biết làm sao để ổn định lại. Và nó em cao như núi vậy đúng không, vượt qua rất khó. Nói chung lúc đó là nhìn em thảm lắm kìa, rất thảm luôn. Mình không có nghĩ gì cho bản thân mình lúc đó, mình chỉ muốn giải tỏa cái cảm xúc đó, mình không có chịu được cái cảm xúc này. Có thể là bây giờ người ta yêu cầu bất kỳ một cái điều gì mình cũng sẽ đáp ứng, để miễn là cái mọi thứ nó quay trở lại đúng rồi như cũ thôi. Mình không có quen với cuộc sống mới này được, mình không làm được. Cái lúc đó mình giống như mình nhìn cái con mắt nó quá là hạn hẹp cho cái câu chuyện đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình nhảy ra ngoài mình nhìn mình thấy nó rất đơn giản rồi, nó qua rồi. Ngày xưa có câu gì? Ngày xưa có câu gì? Lùi một bước biển rộng trời cao. Tại sao trời cao biển rộng? Tầm nhìn. Tại vì khi lùi ra cái tầm nhìn mình rộng hơn. Giống như giờ chúng mình xài iPhone 0.5 vậy đó. Mưa nào mà không tạnh. Đúng rồi. Đúng quan trọng là mình vượt qua nó như thế nào. Và nhiều khi nó như qua vậy thì mình sẽ kiểu như là trưởng thành hơn. Cái câu đó trong phim nó gọi là những một bước sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Vì sao? Giang ca. Vô đi các quý vị. Hay quá, vô đi. Vô đi nào. Ngon nha. Còn em ngày xưa có những người yêu á, em mắc cười lắm. Em thích drama. Trời, gì vậy bà nội, thích kịch bản rồi đó hả? Drama, thích tạo tình huống. Tại sao? Tạo tình huống. Yên Bình của em không thích, hồi xưa em khùng vậy đó. Bây giờ vẫn vậy. Tao mẹ. Giờ tao không định rồi. Em nhiều khi mình thích mình là mình khóc bù, khóc bù muốn điên lên vậy đó, nhưng mà mình là người tạo ra chuyện đó. Em thích vậy. Trời ơi. Hay vậy trời. Ừ, sao gì khùng vậy đó em. Tài khoản nghiệp lúc đó cao lắm hả? Cái sau này mình nhìn lại, lúc mình thích như vậy, mình tạo ra những cái chuyện là do mình không mà. Khùng vậy đó. Bây giờ mình tu tâm dưỡng tính rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là thường là những cái lúc mà mình đau khổ ấy, toàn là lúc mình hồi trẻ thôi à. Còn khi mà mình bắt đầu trưởng thành rồi thì những cái nỗi đau về cái chuyện tình cảm các thứ không thì nó sẽ qua nhanh hơn. Đúng rồi. Qua nhanh, có được nhiều lắm. Với cả kiểu như là mình hiểu được lý do ấy, thì mình sẽ không có bị giống như hồi trẻ. Bây giờ hiểu được lý do chưa? Hiểu chứ. Em vẫn luôn hiểu lý do. Và cái em lo hơn là em lo cho công việc và sự nghiệp của em. Nếu mà về tình cảm thì ôi một nốt nhạc. Không, bình thường là em rất là phũ. Wow. Mặt cũng không vừa đâu. Có nhìn đơn giản thôi, nhưng mà yêu vô cái là hả, là mình là mẩy đó. Không, em không có bao giờ làm mình là mẩy luôn á. Em thấy là luôn luôn là em yêu phải một cái người mà người ta mới là người làm mình là mẩy. Chị đi chùa Hà không? Ủa? Đi, sao giờ rủ đi chùa rồi? Không, có khúc em đi cầu thiệt. Đi xin á. Đi xin đi em ơi. Tiếng Việt mình phong phú lắm em ơi. Tức là gì nè, có một cái giai đoạn nha, em cô đơn, trời đất, phải 4 năm á chị. Hiểu gì? 4 năm năm 2017 hả? 5 năm. Rồi lâu vậy? Trời ơi, nhưng sao cô đơn thì lâu vậy? Xong rồi hả, cái vô tình là em đi một cái chương trình ở ngoài Côn Đảo, xong rồi cái đi ngang một cái địa điểm thì cái người hướng dẫn viên người ta giới thiệu cái chỗ đó. Thế là em nhảy phóc xuống, em xuống đó để em xin. Em rất thành tâm em xin thật. Và xong về linh nghiệm. Có liền nên là bây giờ em tư vấn địa điểm đó. Tư vấn địa điểm. Tư vấn địa điểm gieo duyên đó. Sao không tổ chức tour luôn? Tour gieo duyên. Ừ ha. Thiệt. Em là case study đó em, như em đã tôi đã đi và đã được. Không, nhưng mà chị thì không cần đến mức đấy. Em thì không đến mức là không có ai ở xung quanh. Mình không cần có quá nhiều người, một người thôi mà chất lượng. Đúng rồi. Em đang cần tìm một người chất lượng hơn thôi. Rồi, bây giờ tôi hỏi Ly Kim Cương nè. Mình có mẫu hình đến nói mẫu hình kiếm cho. Anh đi sợ. Mẫu hình thì em lắm nè. Tất nhiên là em không thích cái người mà 30 tuổi. Họ có thể lớn tuổi nhưng mà họ không được già về cái giao diện. À phải trẻ, trẻ trẻ. Nhìn với trẻ. Vô trai trẻ. Tại vì là cái giao diện của em nó cũng trẻ. Em không muốn đi với cả một người trông già hơn mình. À. Tức là nhưng mà như vậy là đôi vừa lứa. Ngoại hình quá không? Ngoại hình gì đâu quá không? Đó đó. Em cũng là bị thích đẹp đấy, tức là cũng là bị thích là nó mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Suốt đời đau khổ. Đúng rồi. Thầy đã phán rồi. Em thấy nó có hai kiểu. Chưa chắc mình yêu người giàu mình đã sướng. Tại vì có những người họ giàu thật sự nhưng mà chưa chắc họ đã yêu thương cái người vợ hay là người yêu của mình, hay là cho người đấy đầy đủ. Đôi khi là họ tiết kiệm quá chẳng hạn, hay là họ rất giàu nhưng mà họ không có xài cho người yêu của họ, họ chỉ xài cho bản thân họ, hay là họ chỉ xài cho bên ngoài thôi. Cho nên là đôi khi có những thứ nó không phải là miễn phí. Đôi khi người ta cho mình lúc này, người ta lấy lại lúc khác. Nó trả giá rồi. Đúng không? Người ta lấy lại lúc khác không biết đúng không? Em thấy nha, cái chuyện đẹp của đàn ông á, là không phải là đẹp ngoại hình là mồm ngang mũi dọc hay là sao, mà nó là khí chất. Chứ nhiều người đẹp quá trời mà mở miệng nó vô duyên cũng vậy à. Vậy thì hai đứa anh là khí cỡ nào mà chất cỡ nào? Mà cũng chất. Chất lượng. Nói cái chuyện mà cư xử với đàn em là quá là tuyệt vời. Anh chất, anh làm gì phải chất. Uống bia là phải chất.
cầm dẻo vậy bình thường. Anh uống sao? Anh uống sao? Trời ơi, đạo nét. Cái nét là dễ lên ngụm ẩn. Thực ra cái chương trình này á, là không phải là chương trình để mình ghi hình đi nào kia, mà là tạo ra một cơ hội để mà tâm sự, chia sẻ vui vẻ rồi đó. Nói chung là để tìm được người đàn ông thuộc về mình á là cũng khó ha. Phải có duyên, nhân duyên á. Rất là khó. Ừ, công nhận. Hai đứa này thì đang có duyên rồi nè, còn bé là chưa có nhân duyên. Tụi em trải qua bao nhiêu đau khổ mới tìm nhân duyên đó, Dũng hoài. Trong quá trình rồi, từng tình của em bị cắm bao nhiêu cái sừng trên đầu rồi đó. Nhưng nhiều lắm, không được ngưng tin vào tình yêu. Đúng. Nói với tình như nó thì mới tìm được nói không? Đúng rồi. Mà nãy giờ vẫn đôi đũa vàng nha. Đôi đũa vàng trong làng cô đơn nha. Buồn quá ăn. Bích kỳ lên. Chảnh. sắp lấy chồng mà dễ hơn. Người ta đút thẻ vô là bấm bát bột thì tiền nó chạy ra, còn em đút cái thẻ nghiệp vô là đầy ra lại. Thiệt nó chạy ra đầy luôn. Vô hạn. Đi. Thôi thì cùng câu chuyện cũng đã vậy rồi. Ừ, ăn cũng đã no rồi. Chưa. Thì mình ngồi nhâm nhi tí nữa rồi mình đi ngủ thôi. Ủa mới có 6 giờ 55 phút mà anh. 6 giờ đi ngủ rồi. Này. Gâu gâu. Trời. Trở về với thiên nhiên. Trở về với tuổi thơ là nơi nào em đã ước mơ. Nhà trò STDE. Chào đón một người mới đến ngày hôm nay. Chưa biết đó là ai. Chú ơi. Hello con. Nhớ chú quá. Quả hậu Thiên Ân. Vô. Bé nó khiêm nhường cái ghi nó chừa cho người khác ghi nữa hả con? Hello. Hello mọi người. Hello chị. Hello bà. Hello bà. Mới sáng còn người đã uống bia rồi. Hả? Hả? Sao mới sáng người đã uống bia rồi? Còn dư hôm qua nên ý tiếc. Trời ơi. Say à, say à.